Á hậu Hương Ly tiếp tục bị ra rìa khi kết show với dàn người đẹp. Dù mất nhiều năm đi tìm chỗ đứng trong nghề, nhưng cho đến khi đăng quang Á hậu 1 Miss Universe Việt Nam 2023, Hương Ly vẫn liên tục chịu cảnh ra rìa khi kết show cùng các chị em Hoa Á hậu. Tối mùng 1 tháng 12, dàn hậu đình đám gây chú ý khi quy tụ đông đảo tại show diễn của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa. Ở phần kết show, khi tất cả người đẹp diễn first face vedette như Hoa hậu Lương Thủy Linh, Kỳ Duyên, siêu mẫu Minh Triệu, ngoài ra trên sân khấu còn có mặt Á hậu Hương Ly đứng chụp ảnh cùng nhà thiết kế. Trong khi những người khác được trao hoa tri ân, Hương Ly là người duy nhất không được đại diện tặng bông khiến công chúng xót xa. Nhiều khán giả bức xúc và cho rằng Hương Ly bị đối xử bất công hơn so với những người đẹp khác. Tuy nhiên, nhiều bình luận lại phản bác ý kiến này và khẳng định người đẹp quê Gia Lai không diễn ở vị trí quan trọng nên không được trao hoa là việc bình thường. Trước đó không lâu, trong một show diễn của nhà thiết kế Ariana Anh Tuấn, người hâm mộ vô cùng xót xa khi xem loạt clip Hương Ly đứng vỗ tay nhìn dàn người mẫu kết show cùng nhà thiết kế. Cụ thể, mạng xã hội đăng tải đoạn clip khi bốn người đẹp Lệ Hằng, Henie, Kim Duyên, Ngọc Châu nắm tay nhau cùng bước đi trong phần kết show. Đáng chú ý, Hương Ly cũng lọt vào ống kính khi đang đứng vỗ tay ở một góc sàn diễn cùng với những người mẫu ít tên tuổi. Khoảnh khắc này được netizen chia sẻ rầm rộ và thu hút sự bàn tán. Nhiều người cảm thấy chạnh lòng khi nhìn thấy Hương Ly này đã có danh hiệu nhưng cũng chỉ đứng nhìn chị em diễn vị trí đẹp. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác cho rằng mỗi vị trí trong show do nhà thiết kế quyết định xem ai phù hợp. Hơn nữa, vốn dĩ từ xưa đến nay, Hương Ly không phải mẫu ruột của nhà thiết kế Ariana Anh Tuấn, cho nên việc cô diễn lót hoặc thậm chí là không xuất hiện trong bộ sưu tập lần này cũng hoàn toàn là điều bình thường. Bên cạnh đó, khoảnh khắc Hương Ly đứng vỗ tay nhìn hội chị em trình diễn thể hiện sự cổ vũ nhiều hơn tiếc nuối. Ngoài ra, một vài netizen nhận định vị trí trình diễn nào trong show cũng quan trọng và nó đến từ sự cố gắng riêng của mỗi người. Hương Ly vốn là một trong những cái tên đình đám của làng mốt Việt lẫn các cuộc thi nhan sắc. Cô xuất thân từ người mẫu và cũng từng xuất sắc đạt quán quân cuộc thi Người mẫu Việt Nam, Vietnam's Next Top Model 2015. Nhưng Hương Ly lại có niềm đam mê với cuộc thi nhan sắc, cụ thể là Miss Universe. Cô từng 4 lần tham gia Miss Universe Việt Nam để tìm kiếm cơ hội được đại diện Việt Nam tỏa sáng tại đấu trường quốc tế cũng như giúp sự nghiệp được thăng hoa hơn. Song ở cuộc thi Miss Universe Việt Nam 2023, cô chỉ dừng chân ở vị trí Á hậu 1, mất tấm vé xuất khẩu vào tay của Bùi Quỳnh Hoa. Tuy vậy, đó cũng là một danh hiệu lớn mà biết bao người khao khát có được. Người hâm mộ cũng tin rằng đó sẽ là một bàn đạp giúp Hương Ly có thể tỏa sáng hơn trong tương lai và đặc biệt là trên các sàn diễn lớn. Nhưng đáng tiếc, cô bé Trân Châu vẫn thường xuyên phải diễn lót và hiếm khi có cơ hội trở thành vedette hay first face. Điều này khiến người hâm mộ của Hương Ly buồn cho số phận và sự nỗ lực chăm chỉ của cô trong nhiều năm qua. Năm 2023, khi Miss Universe có đơn vị nắm bản quyền mới tại Việt Nam, Hương Ly tiếp tục dự thi và đã xuất sắc đạt ngôi vị Á hậu 1. Tuy nhiên, việc thay chủ đã có nhiều thay đổi về vị thế, truyền thông của cuộc thi trong nước. Vậy nên có thể nói từ khi đăng quang đến nay, không chỉ Hoa hậu gặp rất nhiều thị phi, thậm chí phải hạn chế xuất hiện trước công chúng, thì Á hậu cũng chưa thực sự tìm được vị thế cao cho mình như lúc trước.